Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Chào chị Hồng Giao ạ, thời tiết hôm nay có thuận lợi cho các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam không chị? Dạ vâng, thời tiết hôm nay ở Nam Bộ không mưa, nắng ráo hoàn toàn, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại thành phố Cần Thơ, sáng sớm nay trời còn se lạnh với mức nhiệt 23 độ. Trong cả buổi sáng thì trời dịu mát với mức nhiệt 27 độ. Đến trưa thì nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 31 độ. Các nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay như là tại Trà Vinh, Bến Tre, Tân An, Cao Lãnh, Châu Đốc, Trạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng, trời tạnh ráo với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ thì sáng vẫn mát, nhưng mà đến trưa chiều nay thì sẽ thấy nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh 34 độ, các nơi khác phổ biến trong khoảng nhiệt 32 đến 33 độ. Thành phố biển Phú Quốc dự báo là ngày hôm nay trời cũng chủ đạo là nắng, ít mưa, có chăng thì chỉ xảy ra là mưa nhỏ thoáng qua về chiều tối, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 31 độ. Các vùng biển phía Nam thời tiết vẫn xấu, từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang cảnh báo là có mưa dông, lốc xoáy. Riêng vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.